Con mời ba ăn sáng. À, Quyên, nên kêu anh ba con xuống ăn sáng. Còn con đi làm việc làm cò đâu nữa. Thôi khỏi. Hôm qua nó đi đâu á, khuya lơ khuya lắc mới về, say mềm cả người. Cứ để nó nghỉ ngơi thêm một chút đi. Mà ba mẹ ơi, ba mẹ coi sao nói anh ba chứ, con thấy ngày nào anh cũng say xỉn như vậy hết, ảnh hưởng đến sức khỏe rồi còn công việc công ty nữa. Cũng tại con Hà mà ra hết. Cứ kệ anh con thêm một thời gian nữa đi, đợi nó tỉnh táo lại quên con nhỏ đó đi là vừa. Lại nữa rồi. Con nói gì đó? À, dạ không. Con mời ba mời mẹ mời anh hai chị hai à. Thôi ăn đi. Dạo này tinh thần em con nó không ổn định lắm. Con coi công việc của công ty á, quán xuyến giùm nó cái. Dạ, ba cứ yên tâm. Con đang cố gắng thu xếp mọi chuyện. Nhà mình cứ để qua nghỉ ngơi cho lại sức đi ạ. Ừ. Mọi chuyện bây giờ nhờ con hết nha. Chứ thằng Quang bây giờ đầu óc của nó để ở chỗ con Hà rồi. Có đi làm cũng không đủ tỉnh táo để giải quyết công việc đâu. Dạ, mấy hôm nay con vẫn tăng ca để giải quyết phần việc của Quang đó chứ. Dạ, ước gì con cái nhà này á, ai cũng thông minh sáng suốt như chị hai của nó. Chọn được người bạn đời vừa tài giỏi, vừa sống tình cảm. Cho nên là những lúc khó khăn trong cuộc sống, luôn có người gánh vác và san sẻ cùng. Mẹ khen chồng con quá rồi đó, ảnh phỏng hết mũi bây giờ. Rồi, ăn đi. Vô đi. Quang. Ủa, anh Cường. Sức khỏe em sao rồi, có ổn không? Em không sao, em hơi mệt chút thôi. Vậy thôi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện của công ty để đó để anh lo cho. Đâu có được, lát em lên công ty ở. Mình là anh em mà, phải không? Anh giúp em là chuyện bình thường, em đừng có ngại. Với lại ba mẹ cũng mới nói với anh rồi, nên em an tâm cứ ở nhà nghỉ ngơi nha. Vậy có phiền anh không? Phiền cái gì chứ. Anh hiểu. Đàn ông khi gặp chuyện buồn uống rượu rất là bình thường. Nhưng mà em cố gắng đừng có uống nhiều quá, ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới công việc đó. Em biết rồi, cảm ơn anh. Quang nè, chuyện mẹ thích bé Ken, em là người hiểu rõ hơn anh, đúng không? Cho nên anh nghĩ đây là điểm mấu chốt để em với Hà có thể đến được với nhau. Cho nên thời gian này em phải tận dụng cho thật tốt để cố gắng thuyết phục được mẹ. Chuyện ở công ty cứ để anh lo. Vậy có làm phiền anh quá không? Đó đó đó. Lại khách sáo với anh nữa rồi. Anh là anh của em mà, đừng có nói như vậy. À, anh có tờ giấy ủy quyền đây, em ký giúp anh để cho nó đúng thủ tục. Cố gắng lên nha. Anh mong tới ngày cưới của hai đứa tụi em lắm đó. Cảm ơn anh. Anh mong gia đình nhỏ của em được đoàn tụ là anh vui lắm. Thôi lên công ty ha. À, mặc dù anh có gia đình rồi nhưng anh vẫn muốn là rể phụ của em. Ê, bà biết tin gì chưa? Ai vừa công ty mình đầu tư về dự án ma đó hả? Ai mà không biết. Phan này chắc công ty mình lỗ động quá. Nhỏ cái miệng thôi. Tôi đang lo lương của tụi mình không biết có bị ảnh hưởng không nè. Làm việc không lo làm việc, lo nhiều chuyện không à. Đi ra ngoài. Thank you.
Sếp đi đâu mà móc móc máy vậy ta? Chú Mào, con có chuyện gấp muốn nói với chú. Dạ, con chào ba. Chuyện này là sao con? Dạ, con xin lỗi ba. Thời gian này con đảm nhận hai vị trí quan trọng, cho nên con bị quá tải. Mấy ngày nay con thai quan, cho nên là một số thông tin con chưa có nắm rõ, dẫn đến sai lầm không nhỏ. Con xin chịu kỷ luật theo quy định của công ty. Chuyện này á, hoàn toàn không phải trách nhiệm của con, mà trách nhiệm của thằng Quang lớn nhất. Thôi được rồi, để ba về ba nói chuyện với em con. Nhưng mà ba, thực sự con cảm thấy rất là áy náy, bởi vì sai lầm lần này để lại hậu quả không có nhỏ. Thôi, cái chuyện gì qua rồi cứ để cho nó qua. Lần này coi như mình rút kinh nghiệm, đừng để xảy ra lần sau nữa. Con cũng đừng có áy náy bản thân quá, cố gắng làm cho nó tốt, các dự án sau là được rồi. Dạ, con cảm ơn ba đã hiểu con. Con sẽ cố gắng để con phụ lòng tin tưởng của ba. Thôi con làm gì đi, ba đi về. Dạ, ba về. May là đợt này đầu óc thằng Quang nó lú lẫn, cho nên mới đổ tội cho nó cái vụ dự án ma được. Bởi vì ban đầu nó phụ trách dự án này mà. Em chỉ tiếc là chưa kịp hốt tiền đợt 2 thì đã bị lộ rồi. Thôi, em đúng là lòng tham không đáy. Tém cái đuôi lại giùm anh, người ta bắt được bây giờ. Nè, em làm như vậy là vì tương lai của tụi mình đó, biết không? Mà anh Quang bị gì vậy? À, nó cũng bị nhẹ thôi em. Xe quẹt què giò thôi à. Xe quẹt hả? Ừ. Đi đâu cũng có tài xế, tại sao lại bị của xe quẹt? Em không nhớ là lần trước anh đã nói với em rồi, nửa đêm anh phải đi ra tìm nó đó. Đúng là từ đợt đó nó lú lẫn thiệt. Cái người tông nó nói với anh là nó có ý định tự tử. Tự tử? Thiệt hả? Nhưng mà anh nghĩ cũng không có tới mức đó đâu. Nhưng mà nó thì ngày càng bết bát thiệt. Nhìn cũng ngon lành như vậy mà bây giờ tuột dốc không phanh, uổng ghê. Thì đó, con người mà. Em đừng nói với anh là em mê nó nha. Anh nói cái gì vậy? Em đang nói chuyện nghiêm túc. Em thấy uổng cho ổng thôi. Đang yên đang lành, ổng cứ giống như là bị dính tà ma vậy á. Em nhận không ra ổng luôn. Nó bị tâm bệnh, thất tình cho nên sinh ra bệnh. Vậy thôi. Anh Quang mà cũng có ngày thất tình hả? Không lẽ chuyện tình của ổng với chị Hà sâu đậm như vậy sao? Anh đang cầu cho hai đứa nó yêu nhau sâu đậm, để đầu óc mê muội lú lẫn. Mình làm bất cứ chuyện gì á, tụi nó cũng không nhận ra, không thể cản đường mình được. Anh, mình thử cơ hội này hốt thêm một mớ đó đi. Nhưng mà phải tính toán kỹ lưỡng mới được. Sau cái vụ dự án ma này, có nhiều người nhìn vô lắm, phải cẩn thận hơn. Nếu như mà anh sợ thì tại sao anh không lôi kéo nhiều người vô trong nhóm của mình? Ý em nói ai? Ba của Ngọc. Ông ta là một cổ đông rất lớn của công ty Minh Quang. Bây giờ anh kéo ông về qua bên em đi. Sau này ông thấy được lợi, ông sẽ nể mình hơn.
mình dữ vậy ta? Anh thấy được không? Được chứ. Tối nay thích ăn cái gì em nấu cho. Không được. Tối nay là anh phải vô bệnh viện thăm thằng Quang. Gì vậy? Thăm em vợ chứ không có được chăm vợ nghe chưa? Khùng quá. Có đâu. Dạ, thưa mẹ con mới về. Ủa, sao về trễ vậy con? Chị có công ty, mẹ ăn tối chưa? À, chưa. Nè, con ngồi đi. Dạ. Chuyện của công ty sao rồi? Không có Quang, cũng khó giải quyết lắm mà. Con cũng đang cố gắng hết sức ổn định tình hình để chờ Quang quay lại. Cũng tại con Hà, mà thằng Quang sao lãng công việc như vậy? Không biết phải làm sao thì thằng Quang nó mới trở lại như trước đây nữa. Mẹ, dù sao Ken nó cũng là cháu nội của mẹ. Hay là mình cứ để cô ta về làm dâu nhà mình. Con nói gì là sao? Để nó về làm dâu nhà mình. Con nói mẹ nghe nè. Bây giờ mẹ muốn giành cháu nội đúng chưa? Thì ít nhất mẹ phải tìm được cô ta. Tìm được cô ta rồi thì lúc đó cô ta mới giao thằng Ken ra. Với lại để cô ta sống ở nhà mình, mẹ dễ kiểm soát hơn. Còn hơn là bây giờ cô ta ở trong tối mình ở ngoài sáng. Nhưng mà nếu làm như vậy thì đúng ý nó quá rồi. Lỡ nó bước chân vô nhà mình được nước lớn tới thì phải làm sao? Không có đâu mẹ. Đã về làm dâu thì phải nghe lời mẹ chồng. Tới lúc đó mẹ muốn đối xử với cô ta sao cũng được. Ý của con là khi mà về sống chung với nhau rồi á thì mới lòi ra thói hư tật xấu của nhau. Chỉ cần Hàng Quang thấy được con bé này không phải là người tốt thì cũng sẽ chán thôi. Không có cái gì mà giết tình yêu nhanh chóng bằng hôn nhân đâu mẹ. Con nói cũng có lý. Đợi đến lúc Quang với Hà ly hôn rồi á thì mẹ giành quyền nuôi thằng Ken vẫn tốt hơn là bây giờ mình không có danh phận gì hết. Nhưng còn con Ngọc thì sao? Làm như vậy thì thiệt thòi cho nó quá. Con nói mẹ đừng buồn. Khi mà con bé Hà này nó chưa có xuất hiện á thì cái mối quan hệ giữa Quang với Ngọc đâu có tiến triển gì đâu. Điều này có nghĩa là giữa họ không có cái kết quả gì hết á. Rồi bây giờ thằng Quang nó lại mê mẩn con bé Hà. Nó càng xa lánh Ngọc mà mẹ cứ nói vô vậy á, không chừng Quang nó ghét Ngọc hơn á. Nhưng mà dù sao mẹ cũng đã hứa là chỉ chấp nhận một mình con Ngọc là dâu nhà mình thôi. Hay là bây giờ á, mẹ cứ thử nói chuyện với Ngọc đi. Nếu mà Ngọc vẫn có ý muốn đến với Quang á thì mình chỉ còn có một cách là lùi một bước, chờ cho Quang với con bé Hà nó trở mặt với nhau, lúc đó mình tiến tới mới có hy vọng. Con nói cũng đúng, mẹ sẽ suy nghĩ thêm. Dạ. Anh về rồi hả? Hôm nay Quang nó sao rồi ạ? Anh nghe mẹ nói là hồi chiều này chụp hình kiểm tra, bác sĩ nói không sao, chỉ cần theo dõi mấy bữa là được. Mẹ về rồi, tối nay Quyên vô thay ca. Làm em lo muốn chết luôn à. Nghe anh nói như vậy thì em cũng yên tâm rồi. Thôi để có gì sáng mai em vô thế ca cho con bé Quyên. À, anh. Gì? Mẹ có nói gì về chuyện của cô Hà không? Em sao vậy? Đừng có nói với anh là bây giờ em đổi ý chuyển qua ủng hộ hai đứa nó nha. Em cũng không có ưa gì cô Hà đó hết á. Nhưng mà thấy thằng Quang nó đau khổ như vậy, em làm chị em thấy xót lắm. Nhìn Quang vậy, giờ mẹ có muốn nói nặng cũng không nở nữa. Hai bên đang án bình bất động, chờ coi bên nào thua cuộc trước. Đúng là cô ta không có đơn giản chút nào. Em đã nhìn lầm sức ảnh hưởng của cô ta tới thằng Quang rồi. Anh đã nói với em rồi, em với mẹ suy nghĩ đơn giản quá à. Bây giờ trở thành một mớ hỗn độn, giải quyết kiểu gì cũng dở ẹt. Chứ ai có ngờ một người lạnh lùng giống như thằng Quang
tới lúc khi yêu rồi á thì dướng vô lưới tình mù quáng tới như vậy đâu. Hay quá ha. Nói nghe nè nha, mai mốt á người ta hạnh phúc rồi đó ha, coi chừng đâm ra ghét hai vợ chồng mình đó nha. Nó dám làm như vậy hả? Thôi mà em, chuyện này anh thấy bây giờ chỉ có mẹ mới quyết định được thôi, hai vợ chồng mình đừng nên can thiệp nữa. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu, la 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 la.